đây mình đang có mặt tại xưởng đá để cắt đá cho những cái bộ ghế. Dạ. Lấy 4 viên này cho đẹp này, viên nó cổ kính này. Đấy, nó phù hợp với bộ ghế. Đó, mình sẽ cắt cho bộ ghế cho khách hàng. Đây là máy cắt đá này. Đang cắt những viên đá để cho vào bộ ghế. Đây chuẩn bị tảng đá rất to và được cắt cổ sẻ thành những miếng như này. Sau đó sẽ được tạo hình, cắt tạo hình theo khuôn mẫu của bộ ghế. Đây là những cái mặt bàn tròn đây. Này, mặt bàn tròn đây. Đó. Này, mặt đôn bên trong này, mặt bàn tròn, bàn ăn, bộ 5 ghế. Đấy, những cái mặt của ghế ngồi. Đấy, mặt của ghế ngồi, những cái bộ khảm. Đây là mặt được nguyết góc, nguyết cạnh. Những cái chữ này là sẽ dập lên. Đó. Khách hàng nào không thích có thể xóa đi được. Rất là nhiều đá, toàn đá đẹp để phục vụ quý khách hàng. Chúng tôi đến xưởng đá để chọn những viên đá đẹp nhất để cho vào những bộ ghế hàng đạt của khách hàng. Gặp lại trong những đoạn video tiếp theo.